Vâng, thì trên màn hình của anh chị và các bạn đây là một cái mẫu xe Toyota Camry bản nhập Mỹ và được trang bị hộp số tự động 2.2. Mẫu xe được sản xuất năm 1999 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2018 nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, rất đặc biệt ở cái mẫu xe này là sản xuất 99 nhưng lại đăng ký lần đầu năm 2018. Vì vậy là xe còn hoạt động rất là ít. Vì vậy là cái chất lượng xe của nó rất tốt nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua một cái mẫu xe ăn chắc mặc bền như cái mẫu xe Toyota Camry này thì có thể liên hệ với em hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương để xem xe nhé. Một cái mẫu xe màu phấn hồng rất là đẹp, được trang bị hộp số tự động với cái động cơ 2.2, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và rất đặc biệt ở cái mẫu xe này, nó vừa là bản nhập Mỹ và đăng ký lần đầu lại 2018 luôn. Và giá rất hợp lý cho anh chị và các bạn thôi. Mẫu xe này bên em đang bán chỉ có 200 triệu đồng, mà giá trên đã giảm giá là 220 triệu đồng cho anh chị và các bạn rồi đấy. Vì vậy là giá hiện tại chỉ còn có 200 triệu thôi. Một cái mẫu xe màu phấn hồng rất là đẹp. Và form này nó là form của 2001, từ 98 đến 2001 nó có form này rồi nhé. 2002 nó lên form béo rồi. Vì vậy là với cái tầm tiền 200 triệu là rất hợp lý để cho anh chị và các bạn lựa chọn mua một cái mẫu xe về để đi gia đình. Đấy, anh chị và các bạn nhìn cái form dáng của con xe này cũng không phải đến nỗi xấu. Và hơn nữa cái dòng xe Toyota Camry là cái dòng xe có chất lượng rất là tốt như anh chị và các bạn nhé. Nếu anh chị và các bạn mua cái dòng xe này về đi là yên tâm một điều là ăn chắc mặc bền, không lo hỏng vặt và cũng không lo sửa chữa bảo dưỡng cái chi phí nó tốn. Cái dòng này một là cái chi phí sửa chữa của nó rất là ít nhé. Đấy, xe nó khá lành máy và đi rất đầm và chắc luôn ở cái dòng Camry này. Đấy, xe thì hoạt động đăng ký lần đầu 2018 nên là vì vậy nó hoạt động chưa nhiều nên là cái chất lượng xe của nó còn rất là tốt. Đấy, về đâm va là không có nha anh chị và các bạn nhé. Xe nó còn tương đối liền lạc luôn. Đấy, anh chị và các bạn nhìn đây. Xe thì được trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ hết rồi. Đấy, chủ xe cũng độ lên đèn bi hết. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn mua về là hoàn toàn là chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì, cũng không phải chi phí về phần sửa chữa thêm đâu. Xe thì về bên em đã kiểm tra và đã test thử xe rồi. Đấy, chất lượng của nó rất là ổn định nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, một cái mẫu xe thì chủ xe đã độ lên đèn bi và form dáng của nó cũng tương đối đẹp. Và có cái giá tiền cũng rất hợp lý luôn. Một cái mẫu xe nhập khẩu số tự động mà cái thương hiệu của dòng Toyota mà giá chỉ có 200 triệu thôi. Theo em nghĩ là không đắt, rất hợp lý để cho anh chị mua về để đi gia đình. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn nào có quan tâm đến cái màu dòng xe Toyota Camry đăng ký lần đầu năm 2018 tư nhân biển Ninh Bình này thì anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng em hoặc liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Đấy, anh chị nhìn tất cả form dáng thì xe nó còn tương đối liền lạc, trang bị 4 bánh ABS cũng như là la răng đúc. Khám phí thì còn dài, đến tháng 3 năm 2020 mới hết đăng kiểm các anh chị nhé. Đấy, nội thất của nó còn tương đối đẹp luôn. Đấy, ghế da tất cả còn rất là liền lạc, không bị rách dưới gì cả. 4 táp ni sạch sẽ. Và nhựa của Camry thì nó là đẳng cấp rồi. Anh chị đã, các bạn nào đã từng tìm hiểu về Camry thì đã ngồi lên Camry thì biết cái chất, biết là cái phần máy móc gầm bệ, những chi tiết của xe. Đấy, anh chị nhìn cái phần nhựa của nó còn rất là đẹp luôn. Táp ni của nó thì hoàn toàn vẫn là táp ni nỉ nguyên bản của nhà sản xuất. Đấy, rất đẹp và liền lạc đúng không anh chị? Tất cả những cái chi tiết của xe đây. Đấy, quay các ngóc ngách cho anh chị xem với cái mẫu xe Toyota Camry này. Và giá tiền bên em đang bán rất là hợp lý cho anh chị và các bạn mua về đi gia đình nhé. Đấy, keo chỉ nó hoàn toàn là keo liền lạc luôn. Đấy, xe thì sơn si thì tất nhiên là đời nó 99 đến giờ sơn si của nó không còn nguyên bản nữa, bởi vì cũng có thể là sơn phủ rồi, bởi vì đời nó lâu năm rồi mà. Đấy, tuy đăng ký mới nhưng mà sản xuất nó lâu, đôi khi là cái mẫu xe đã được sơn phủ rồi, nhưng mà mọi cái chức năng trên xe còn hoạt động rất là tốt, không chức năng nào bị lỗi cả nhé. Hộp số tự động chạy rất là nhàn. Đấy, hôm nọ em test thử, em lấy cái mẫu xe này từ Linh Bình chạy thử về thì cái mẫu xe chạy rất là chất luôn. Đấy, đóng trên cao tốc thì chạy rất là mượt mà ở cái mẫu xe này. Đấy, vì vậy là cái anh chị và các bạn mua cái mẫu xe này chạy theo em nghĩ là rất hợp lý, mua về để đi gia đình. Đấy, được trang bị màn hình này, cam lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, túi khí phanh ABS, hộp số tự động 2.2, Camry bản nhập Mỹ. Đấy, thì rất mọi yếu tố để anh chị mua cái mẫu xe này nó theo em nghĩ là rất là tương đối hợp lý luôn. Đấy, mọi cái chi tiết của xe tương đối liền lạc luôn nhé anh chị nhé. Đấy, màn hình cam lùi, màn hình cảm ứng đường hoàng, cam lùi đầy đủ hết rồi. Mua mẫu xe này về chỉ sẵn sử dụng thôi, đổ xăng là chạy thôi. Thế anh chị nào cẩn thận thì thay thêm dầu mỡ là quá an tâm rồi. Đấy, cần hộp số tự động đây, điều hòa, tất cả mọi chức năng con xe còn hoạt động rất là ngon luôn. Đấy, Camry thì nó là siêu lành máy rồi. Đấy,
đối với cái bảng xuất Mỹ này thì cái mặt đồng hồ nó có cái phần mai và dặm ở trong nhé, cái km ở trong nhé, và mai dặm nó ở ngoài. Đấy, cho cái dòng cái bản nhập nó như vậy. Xe chạy ít thôi nha anh chị nhé. Đấy, tổng nâng hạ kính, tất cả những chi tiết của xe nó còn hoạt động tốt, không có chức năng nào bị lỗi đâu. Đấy, anh chị mua về thì bên em cam kết là máy móc cập bệ cực ngon cho anh chị luôn. Đấy, sơn xi, sơn vỏ sạch sẽ và thân vỏ liền nạc. Anh nhìn đây, anh chị nhìn đây, form dáng của nó còn tương đối liền nạc và không bị mất form mất dáng một chút nào luôn. Rồi đối với con Camry này, em cho anh chị xem phần máy móc của xe luôn để cho anh chị kiểm tra cái chất lượng của xe luôn nhé anh chị nhé. Đấy, để cho anh chị kiểm tra luôn về cái phần chất của xe. Đấy, máy móc thì nó thực chất là nó hoàn toàn là khô ráo, không có ẩm ướt gì cả đâu. Đấy, qua quá trình sử dụng lâu nhưng mà máy móc của dòng Camry nó tương đối bền và tương đối lành máy. Đấy, với cái bản 2.2 này thì nó được trang bị chỉ có 4 máy thôi, vì vậy là mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất hợp lý so với cái bản 3.0. Đấy, tuy là thực ra nói 2.2 thì không thể chạy sướng bằng 3.0 được, nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó, đồ lại mức tiêu hao nhiên liệu của nó là rất tốt. Vì vậy là anh chị mua về nếu mà mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe này nó là dưới 10 lít thôi là hợp lý để một cái mẫu xe về để đi gia đình. Đấy, về tổng thành form dáng của cái dòng xe Camry này thì nó tuy là đời sâu nhưng form dáng của nó cũng không quá cổ anh chị nhé. Nhìn cái form dáng của nó đây là nó cũng tương đối dài xe và xe của nó cũng tương đối trường xe luôn, với cái giá tiền rất hợp lý thôi. 200 triệu để sở hữu một cái mẫu Camry mà đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2018, tuy là sản xuất năm 99 nhưng mà đăng ký rất là mới luôn. Đấy, hộp số tự động bản xuất Mỹ 2.2. Đấy, vì vậy là cái giá tiền theo em nghĩ là rất là vừa phải. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe Camry này thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 nhé, 907666. Đấy là số Zalo của em luôn. Anh chị kết nối vào Zalo thì cập nhật thường xuyên được những mẫu xe của bên em đang bán. Và anh chị mà lần đầu xem clip của em có nhu cầu muốn bán xe chẳng hạn thì anh chị cũng liên hệ với em qua số đấy, thì em sẽ đến tận nơi xem xe và thu mua cho anh chị với những cái giá tốt nhất luôn. Nếu mà có nhu cầu quan tâm đến dòng ô tô cũ ấy, thì có thể là đăng ký vào cái kênh của em đấy, thì em sẽ đăng xe hàng ngày. Vì vậy anh chị sẽ cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đang bán. Thế vừa rồi là em quay cho anh chị và các bạn tổng thành cái mẫu xe Toyota Camry bản xuất Mỹ, với cái giá tiền bên em đang bán là 200 triệu tròn, đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị và các bạn rồi. Đấy, vì vậy là anh chị và các bạn nào có nhu cầu quan tâm đến cái dòng ô tô cũ thì anh chị có thể nhấn like kênh, hoặc là muốn xem trực tiếp cái mẫu xe này thì đến trực tiếp cửa hàng em chạy thử, test thử xe thoải mái luôn. Đấy, anh chị muốn đến xem thực tế xe thì test thử xe mẫu xe này. Đấy, và cuối clip thì em xin cảm ơn anh chị và các bạn đang theo dõi cái kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Vâng, xin chào anh chị và các bạn.